Hi, chào các bạn nha. Hôm nay mình đến với Bình Nhâm các bạn, cầu ngang Bình Nhâm. Ở đây người ta đang tổ chức lễ hội trái cây. Sau lưng mình đó là người ta bán cây giống các bạn. Bây giờ mình sẽ ghi lại một số hình ảnh mình chia sẻ đến quý vị và các bạn ha. Giờ đang là 5 giờ chiều. Ở đây người ta bán cây giống các bạn. Đây là cây cốc thái nè. Cốc thái chanh dây. Giá cả thì mình thấy người ta không để giá ha. À, cái này là dây thiên lý nè. Lụ đỏ, dừa thái, ồ rất là nhiều cái cây giống đó mình nên trái khế. Cây trúc ăn lá, à cái cây này là cây trúc. Cái cây trúc các bạn, thường người ta làm gà nướng lá trúc rồi này nọ, là cây này nè các bạn. Me thái, sầu riêng, cái trong kia là sầu riêng, măng cụt ghép, dâu xanh. Ở đây người ta bán rất là nhiều loại cây giống. Đây là những cây ổi các bạn, ổi ruột đỏ nè, ổi ruột đỏ nó có cái lá nó màu hơi đỏ đỏ ha. Ổi nữ hoàng, sâm long. Táo hai. Thôi có cái chùm ruột nữa. Chùm ruột này là chùm ruột thái ha. Hồng nhung. Rất là nhiều loại cây giống luôn. Cây trúc ăn lá thơm. Tắc thái ngọt. Mình thấy người ta ở đây bán rất là. Dạ, vậy là khu vực vừa rồi á, là người ta bán khu vực lễ hội trái cây vừa rồi đó. Ở đây là khu vực người ta bán trái cây, do cái cây giống. Đây là tòa he nè các bạn. Cái này là gì vậy? Chanh dây ngon lắm anh. Chanh dây hả? Chanh dây mà ngọt nha. Ngọt vậy. Chanh dây này bán sao vậy? Túi vậy là 120. Túi là 120. Con xin thử. Chanh dây ở đây mà người ta bán một túi gì là 120 các bạn. Ở cái này giống này trồng ở đâu chú? Cái này chú là cái người tạo ra cái giống. Chú là người tạo ra giống hả? Cho con xin xin hình. Chú 60. À chú 60. Anh em thường gọi là chú chanh leo ngọt 60. À chanh leo ngọt 60. Đây mình thử. Thơm lắm anh. Có cây mà cây lạc tiên á. Tên khoa học gọi là lạc tiên. Nó thơm mà nó ngọt hả chú ha? Ở miền Nam mình gọi là cây nhãn lồng. Nhãn lồng? Ừ. À, cái này nó giống nhãn lồng á chú ha? Đúng rồi. À, từ trên dây á thì lai qua cái này. Ừ. Nó cũng xốp xốp mà hộp hộp nó cũng từ từ. Ừ, nó xốp ngọt ngọt, cái vị chua nhẹ nhẹ. Nó nhỏ hơn những cái loại chanh thường ở trên bờ thị trường. Cái này mình nạo ra mình làm đá uống. Đúng rồi. Không, cái này con nghĩ ướp lạnh chắc mình ăn nguyên cũng được đó. À, thì mình ăn nguyên nè. Nhưng mà có cái ướp lạnh nó sẽ mất cái vị hương, cái thơm. À. Không cần để tới mười mấy ngày thì cũng được. Một túi này ở đây á, người ta bán 120. Cái này đặc sản này ở đâu chú? À, đặc sản của Sóc Trăng. Sóc Trăng hả chú? À. Con cũng quê Sóc Trăng mà con không biết, mới biết này luôn. Độc quyền cả nước á. Dạ dạ dạ. Chú đi tùm lum hết trơn là chú đi tới Hà Nội luôn. Dạ. Ngoài ra đây thì bánh bía, bánh bía các bạn. Dạ đúng rồi. Đặc sản Sóc Trăng thì mình không thể nào không có bánh bía. Bánh bía ở đây rất là nhiều loại luôn nè. Mắm cá lóc nữa ha. Dạ còn mấy túi nữa hết chú. Ờ, còn mấy túi. Hôm nay người ta mới mở ra bán ngày đầu mà phải không chú, mà sao hết rồi? Hôm qua nay hả? Hình như là ngày mốt nữa, ngày mai tới 5 ngày, tới ngày 22. Tới ngày 22. Hôm nay mới 16 à. À dạ dạ, còn mấy ngày nữa. Chanh dây này ngon các bạn. Ăn ở trong nó giống như cái nhãn lồng á. Cái này là nó cho có mà chanh dây các bạn. Rồi, nó cho trái rồi. Chanh dây leo ngọt 6 công. Một cây giống gì nó nhiêu tiền chú? À, bán lẻ là cây 100 mà mua đâm thì bằng 1, còn mua số lượng thì mình tính cái giá khác. Dạ, bán lẻ thì một cây 100. Nếu mua số lượng nhiều thì giá khác các bạn, giống như giá sỉ á. Phan Thiết các bạn.
Đây là đặc sản của Phan Thiết. Đặc sản Phan Thiết anh? Dạ đúng rồi. Em xin phép quay phim cái anh. Dạ mời anh, tự nhiên à, em cảm ơn nữa. Cái này là giống là khô gà quá vậy anh? Dạ, gà lá chanh. Gà lá chanh. Gà lá chanh đây em bán 25.000 đồng 100g, có nghĩa là 250 một ký các bạn. Khô bò miếng nè. Và đây là mực xé ha. Mực. Mực cá lá, ngộ mực lá cán. Ủa cái này là gì anh? Dạ, cá đú nó me. Dạ. Ở đây á, anh bán anh có cho cái phần dùng thử. Các bạn nào muốn mua thì mình ở đây mình dùng thử. Thấy ăn ngon thì mình mua. Ngoài ra anh có bán nước nóng nữa nè. Ở đây có bán những cái hũ nhỏ nhỏ để cái nhu cầu mình mua ít á thì mình mua mấy hũ nhỏ nhỏ vậy ha. Còn mua nhiều thì anh sẽ bán đăng ký. Chả gút sấy, gút sấy 50g 35.000 bịch. Ở phía bên đây á, là người ta bán chả cá các bạn. Dạ chả cá. Chả cá Phan Thiết luôn bạn. 170.000 đồng một ký. Chả cá này là chả cá chiên đúng không? Đúng rồi. Dạ chả cá chiên. Ở đây không có bán chả cá hấp. Ngoài ra thì cơm chế chả bông nè các bạn. Cái đó là cá chỉ vàng. Cá chỉ vàng. Cái này cũng là chả cá đúng không chị? Chả cá viên. À chả cá viên. Ồ, cơm sấy nè. Cái này là cơm sấy chả bông. À, mì. Rồi bạn nào thích bánh tráng thì đây. Đây là có gian hàng bánh tráng. Tất cả các loại bánh tráng đây là đặc sản Tây Ninh các bạn. Ngoài bánh tráng ra mình thấy còn có đậu phộng nè, muối tôm và những cái gia vị ăn kèm nè, chao nữa nè. Đây là gian hàng doanh nghiệp Phú Hào mứt các bạn. Kính thưa các loại mứt luôn ha. Mứt bưởi nè. Con này là con gì vậy chưa cô? Dạ ớt. Ở nào nhiêu con vậy? Dạ 20. 20 hả? Ớt bự đây 30. Dạ ớt nhỏ. Ở đây á, khu vực cái gian hàng này là gian hàng nem chả Thủ Đức các bạn. Ở đây là cái lò người ta hấp nè, để người ta hâm nóng á. Cái này là chị này đang cắt thử. Cắt là những miếng nhỏ để cho thực khách đến đây á, du khách đến đây á, người ta ăn thử. Cảm thấy ngon thì người ta sẽ mua tiếp. Còn cái này là chai nước chấm. Ở gian hàng bên đây á các bạn, là gian hàng người ta bán tổ yến ha. Và đây là những phần thức ăn người ta cho thử, ví dụ ổi nè, dưa lê nè, chuối nè. Phía bên kia mình thấy có một xe tải này người ta chắc hàng xuống người ta bán. Là các loại trái cây người ta để xuống người ta bán ha. Và còn đây là măng cục 45.000, 42.000 đúng giá sỉ. 65.000 măng cục ở đây trái bự ghê, măng cục nếu mà nó ở Bình Nhâm ở Lái Thiêu thì măng cục quá tuyệt vời, ngon rồi các bạn. Và đây là chuối. Chuối sầu riêng 3.000. 120.000 hộp. 90.000 ký. Tiếp tục là măng cục. Và đây sầu riêng nữa các bạn, đang là mùa trái cây ha. Đi 6 hả chú? Cái này là sầu riêng hộp. Sầu riêng hộp hả? 60.000 ký hả chú? 60.000 ký các bạn. Phía trong kia, ở đây người ta có cùi sẵn cho mình. Chôm chôm. Nhãn 50. Ô, măng cục. Sầu riêng các bạn. Tiếp tục là sầu riêng. Dạ, có dâu và cherry nữa. Măng cục các bạn, đây là mít tú nữ ha. Măng cục 60.000 một ký. Mình thấy ở măng cục ở đây đó, người ta bán rất là nhiều loại giá các bạn, 75 là 80 nè, mấy kia mình thấy 50, 60, đây 70. 60 và 90. Tùy vào mình cháy lớn với nhỏ và tùy vào cái loại nữa các bạn. Tiếp tục là sầu riêng.
sầu riêng ở đây 55.000, người ta không để sầu riêng gì hết các bạn. Bye-bye.